Hello, xin chào anh em. Hôm nay em về cho anh em được 4 cây Nokia. Một cây 6500S, một cây Nokia 5310 Express Music hàng zin nguyên bản, nguyên hộp và chưa qua sử dụng. Một chiếc Nokia 6303 màu nâu cà phê, màu này mới hiếm này. Và một chiếc Nokia C301 hàng zin cũ ngày xưa và nguyên hộp màu trắng bạc. Đấy thì sau đây em sẽ mở hộp từng hộp cho anh em xem. Thì trước hết là mở chiếc Nokia 6303 màu nâu cà phê đi. Thì chiếc này của em là đến từ thị trường châu Âu, Made in Hungary. Hộp còn đẹp anh em nhé. Chiếc này thì đã qua sử dụng rồi. Hình thức tầm 97-98%. Hàng chủ cũ ngày xưa nên là họ có kèm tặng kèm một cái bao da anh em nhé. Đây, một chiếc bao da rất là xịn. Ok, đây mở lên thì bên trong là chiếc Nokia 6303 màu nâu cà phê. Rất là đẹp anh em nhé. Hình thức thì còn tầm 97-98%. Ok. Bên dưới thì có các cái phụ kiện như là củ sạc zin này, tai nghe zin này, một sợi cáp chạy phần mềm truyền dữ liệu này, một viên pin zin này, BL5CT, và sổ sách bên dưới. Sổ. Ok, để em lắp pin vào cho anh em xem. Bây giờ con này để kiếm được màu nâu cà phê thì còn đẹp thì rất là hiếm anh em nhá. Màu nâu cà phê ở trên con 6700C ấy, 6700 Classic thì nó cũng rất là đắt. Anh em mua con này thì nó có khi nó ổn định hơn con 67C đấy. Đấy, anh em phải để ý là đèn bàn phím con này sáng rất là đều và đẹp anh em nhá. Đèn bàn phím máy zin chuẩn, sáng rất đẹp nhá. Màu nâu cà phê cực kỳ đẹp. Con này ngoại hình thì còn đẹp 97-98%, có chảy xước răm nhẹ. Ngoại hình tương đối đẹp nhá, rất là đẹp đấy. Đấy, bàn phím sáng. Bản màu nâu cà phê chuẩn chỉ anh em nhá. Rồi, lượn qua chiếc thứ hai. Chiếc Nokia C301. Chiếc này thì cũng rất là đẹp. Chiếc này là hàng cũ, hàng line new. Nguyên hộp màu trắng bạc. Chiếc này em đánh giá là ngoại hình gần như là mới nhá. Nó có chảy xước răm nhẹ thôi, chứ ngoại hình gần đẹp gần như là mới. Vỏ thép cầm rất là đầm và nặng tay. Đấy. Con này thì cảm giác cầm rất là đẹp, rất là sang trọng. Không kém gì những chiếc Nokia 6700 Classic. Cầm rất là ôm tay và rất là nặng. Chiếc này thì là màn hình cảm ứng kết hợp với bàn phím. Có 3G Wi-Fi. Phím bấm rất là nảy. Ok, chiếc này thì nguyên hộp, hộp còn rất là đẹp anh em nhé. Đây, em quay qua cho anh em xem cái hộp. Hộp con này thì không bị cấn móp gì đâu nhá. Đấy, hộp con C3 này. Đây. Hộp con C300 này rất là đẹp. Hộp còn rất là đẹp, không chảy xước cấn móp gì nhá. Đấy, nhưng mà con này nó là hàng qua sử dụng rồi, hình thức còn tương đối mới. Đấy. Bên trong hộp thì nó chỉ có một củ sạc zin. Một củ sạc zin và một cái tai nghe zin, tai nghe bản màu trắng là tai nghe màu trắng. Ok. Màu trắng vỏ thép cực kỳ chất. Tiếp nữa là một con máy huyền thoại Nokia 6500 Slide. Con này nguyên hộp hàng line new anh em nhé. Bản made in Phần Lan, màu đen. Chiếc này của em là bản màu đen. Đây, em mở hộp luôn. Thì bên trong hộp là có rất nhiều phụ kiện. Chiếc máy zin này, 6500 zin, màu đen, rất là đẹp. Hình thức là line new anh em nhé. Đầy đủ hết phụ kiện như là một sợi cáp audio này, một sợi cáp để kết nối máy, kết nối tivi chứ. Em mới nhớ lộn, con này là kết nối tivi này. Ok, một cái tai nghe, một cục sạc zin chân kim, một sợi cáp USB, một viên pin zin. Đấy, bên dưới thì nó có sẽ có sổ sách như là một chiếc đĩa DVD để chạy phần mềm, một chiếc đĩa DVD 6500 slide, một quyển sổ. Ok, chiếc này thì khá là nhiều phụ kiện. Tiếp nữa, chiếc cuối cùng
Nokia 53 5130 Express Music. Thì chiếc này bên em chỉ về đúng một chiếc duy nhất và hàng nguyên hộp chưa qua sử dụng anh em nhé. Thì sau đây em sẽ mở hộp cho anh em. Đấy, bên trong hộp thì có máy. Ở đây là nó sẽ có cái hướng dẫn, các cái hướng dẫn để cách tháo lắp nắp lưng này, cách lắp pin như nào, cách tháo lắp sim như nào thì nó có hướng dẫn hết ở đây. Bên dưới thì có, đây em cho anh em xem chiếc máy. Trong máy đã lắp sẵn pin rồi anh em nhé. Cục pin zin thì nó sẽ nằm ở đằng hông bên này. Pin zin, một cục sạc zin chân kim. Đây, một cục sạc zin chân kim này. Bên dưới là có một chiếc tai nghe zin. Một sợi cáp chuyển dữ liệu chạy phần mềm, cáp USB. Bên dưới là sổ sách. Sổ sách và một chiếc đĩa. Đĩa này hình như là đĩa để chơi nhạc hay sao, để lưu nhạc hay sao ấy. Tại vì trên các cái dòng ấy chủ yếu là đĩa CD là thường là đĩa để chạy phần mềm. Nhưng mà chiếc này hình như là để cài nhạc. Không thấy ghi thông số gì về phần mềm cả. Nên là chắc chắn là chiếc này là đĩa nhạc. Chắc là nhạc độc quyền của Nokia ngày xưa. Nó dành cho những dòng Nokia Express Music. Ok, đến với nhân vật chính. Chiếc Nokia 5130 Express Music. Chiếc này thì nó sẽ có đặc trưng của dòng Express Music, nó sẽ có 3 cái phím chơi nhạc chuyên dụng ở đằng hông đây. Đấy. Chiếc này thì là hàng mới 100% anh em nhé, chưa qua sử dụng và nó đang còn siêu mặt trước. Đấy, và chiếc này thì em đã lắp pin sẵn rồi. Bàn phím thì sáng rất là đều và đẹp anh em nhé. Đèn bàn phím sáng rất là đều. Máy còn đẹp keng đét. Anh nào mà mua để nghe gọi thì con này cực kỳ chất, tại vì loa con này rất là to. Và sau đây thì em sẽ mở nhạc cho anh em xem. Đây. Đây. Loa con này cực kỳ lớn anh em nhá. Loa ngoài, loa trong cực kỳ lớn. Anh em nào mua để làm máy phụ thì con này là rất là hợp lý. Con này cầm rất là đầm, nhỏ gọn. Cầm trên tay rất là chắc chắn, cầm chắc nịch luôn đấy. Cầm trên tay chắc nịch và rất là nhỏ gọn. Đấy, nghe gọi loa to, chuông lớn. Đây. Em vào chuông cho anh em xem. Chuông con này, chuông và rung con này rất là mạnh nhá anh em nhá. Đấy, anh nào mà quan tâm, sưu tầm liên hệ em. Một chiếc 5130 duy nhất. Ok anh em.